Lời đầu tiên, thay mặt chi đoàn 10 trên 1, em xin gửi đến tất cả mọi người lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Đến với cuộc thi tuyên truyền ca khúc cách mạng ngày hôm nay, chi đoàn chúng em đã chuẩn bị hai tiết mục, đó là phần đơn ca của bạn Khánh An trình bày với khúc ca Ta đã thấy gì trong đêm nay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tiết mục thứ hai là bài múa Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ do tấp múa chi đoàn 10 trên 1 trình bày. Phần thi của chúng em xin được phép bắt đầu, mong mọi người hãy ủng hộ. Trôi nhanh nhịp sóng bao la sao bao hận thù gặp quê hương sao bao to giọt nước mắt vui lại lòng gỗ đá ta đã thấy gì trong đêm nay bàn tay muôn vàng bàn tay những ngón tay thơm nơi tận nguyện nỗi của tình đã lòng đô đa bàn tay đi nói anh em về suối quê hương tóc gọi nhung nhằng mười năm đêm trong tiếng sông xuống lúa bãi sâu có cơn kinh hoàng mẹ già cười xanh như lá mới trong khu vườn xuân đồng Việt Nam lên những bước non đầu tiên một đàn tàu đi nhà khói ấm hơi biển rừng một đàn gà cao tiến gây đánh thức bình minh ta đã thấy gì trong đêm nay cờ bay trong ngọn cờ bay đường phố nay sẽ dừng sáng rực đèn trong làng trong xa người đi như nước qua đi mặt đất ưu tư đã được nụ cười hàng cây xanh theo mây người bước bước nhanh như dừng đi tới ta đã thấy gì trong đêm nay đèn soi trong ngọn đèn soi mặt đất xung xinh với chiều người và cục tù đi rừng ngày mai sáng đông rơi sáng tương lai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dự thi của chi đoàn chúng em đến nay là hết. Đây là tiết mục của chương trình. Xin kính chúc tất cả mọi người có một buổi chiều làm việc vui vẻ và hiệu quả. Xin trân trọng kính chào.